Hello, xin chào tất cả bà con năm nay. Hôm nay đầu năm khai trương mấy lô đồ. Anh em có nhu cầu lô nào thì có gì ủng hộ em nha. Bữa nay cửa hàng là sỉ và lẻ. Tất cả bên này là có bán lẻ nha anh em. Anh em chọn món nào thì có gì alo em, hoặc là anh em nào lấy từng lô từng loại bánh xe em quay qua sơ lược cho anh em coi nha. Này đồ nghề tá lạ, thịt đồi khóa lê mô lết rồi đủ. Anh em có thể lấy luôn rồi này nè, từng lô từng ô nha. Nếu lẻ thì anh em chọn cái nào em bóp qua chụp hình gửi qua em báo giá nha. Cho mũi dít, điếu, ngầm tay, áo côn, automat CB, khởi. Cái này hàng đẹp nhưng mà chưa phân nha. Một pha ba pha chống giật thường quá tải đủ. Cơ khí máy mai, cơ khí thì đủ nha, phay khoan doa đủ nhưng mà còn số lượng cũng ít. Bên này thì bán lẻ, anh em nào chấm món nào em báo giá món đó. Tất cả đều bài đồ khoa công tu còn đồ PT nè. Hàng chip thì còn số lượng khoảng 10 mẫu. Cản thì có cái có cái không. Loại có loại không. Này chip này bán hụt nha anh em. Này chip này chắc anh em nào có nhu cầu thì móc để em gửi từng mẫu nha, chứ quay về nó không cụ thể lắm. Dây cắm còn mấy quạt Nhật luôn, anh em nào làm thì bán rẻ đầu năm cấp gì cũng có. Anh em lấy số lượng lớn, có bên kho có lô lớn nha, bên kho không bán lẻ. Tại nhiều mặt hàng nhiều chi tiết nên em không quay cụ thể được nha. Được chung rồi. Ship code toàn quốc. Nếu hàng nặng thì anh em cọc tiền mới gửi nha. Còn hàng nhẹ thì ship code. Cảm ơn anh em đã theo dõi nha. Xin chào và hẹn gặp lại.